Diều hình cánh dơi quá đẹp luôn. Bộ sáo ấy mấy mét ba? 4m2 cộng bộ sáo 2, 4, 5 quả. Gió to, ông cột sạc, ông cột trước vô cái cây à. Diều cánh dơi bay lên trời. Ra đây thử chứ. Ở dây đó còn chắc dữ nữa. Không, nhưng mà dạ, mình nói nó đâu có chắc được, nó tuột cũng mới nói là thả xong mà nhiều bọn em cũng làm đấy không mà. Mình cột một gốc cây này này, đâu có dám xuống tay đâu, đang kéo đi luôn. Mưa thật rồi đó mày ơi.
có đồng rọc mà không chịu sử dụng. Quấn vô cây rồi. Không sao, không sao. À, nãy nói 42 á. Hiện tại là do chú Diều bị điển điển chút xíu, nó bị sữa lèo. Ông nào cái này mua nhiều tiền bác làm đấy à, bác đang chỉnh cho nó ấy hả, cho nó khỏi duyên hả? Nhóc thấy diều lạ quá. Rồi lên luôn rồi, lên luôn rồi. Anh ra dây dữ rồi ta.